Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 14 tây tháng 3, 2021. Hiện tại ngay bây giờ là 2 giờ 10 phút buổi trưa. Đây là của Đài Mỹ họ báo cho biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ và trên thế giới. Hiện tại ngay bây giờ số người bị nhiễm COVID-19 trên thế giới có 120 triệu 306 698 người. Số người chết về COVID-19 trên thế giới hiện tại ngay bây giờ có 2 triệu 662.730 người đã bị chết về COVID-19. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết. Có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 96 triệu 851.321 người đã hết bệnh về COVID-19 trên thế giới. Còn đây là họ báo cho mình biết về top thêm nhiễm COVID-19 trên thế giới ngày hôm nay. USA, Hoa Kỳ hiện tại ngày hôm nay là đứng đầu về nhiễm COVID-19 top 10 trên thế giới. Có 30.055.971 người bị nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Số người bị chết vì COVID-19 trên nước Mỹ hởm rài là có 546.738 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 12.309 người bị nhiễm và 133 người chết. India, Ấn Độ ngày hôm nay cũng trở thành là top thêm nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 11.385.158 người bị nhiễm COVID-19 bên Ấn Độ. Số người chết bên đó hậm rài là có 158.762 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ấn Độ tăng thêm 26.514 người bị nhiễm và 120 người chết. Russia, nước Nga ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.390.608 người bị nhiễm COVID-19 bên Nga. Số người chết bên đó hổng rài là có 92.090 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Nga tăng thêm 10.083 người bị nhiễm và 395 người chết. UK ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Nước Anh đã có 4.258.438 người nhiễm COVID-19 bên Anh. Số người chết bên đó hổng rài là có 125.516 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Anh tăng thêm 4.618 người bị nhiễm và 52 người chết. Pháp ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 4.071.662 người bị nhiễm COVID-19 bên Pháp. Trong người chết bên đó hởm rài là có 90.429 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Pháp tăng thêm 26.343 người bị nhiễm và 114 người chết. Italy ngày hôm nay cũng trở thành là thớp thêm nhiễm COVID-19 trên thế giới có 3 triệu 223.142 người bị nhiễm COVID-19 bệnh ý. Số người chết bên đó hổm rài là có 102.145 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ý tăng thêm 21.315 người bị nhiễm và 264 người chết. Trước khi ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới, có 2 triệu 879 ngàn 390 người bị nhiễm COVID-19 bên Turkey. Số người chết bên đó hởm rài là có 29 489 người. Trong vòng 12 tiếng hồ vừa qua, Turkey tăng thêm 13 378 người bị nhiễm và 88 người chết. Germany, Bình Đức hiện tại ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.571.759 người bị nhiễm COVID-19 bên Đức. Số người chết bên đó hợp ra là có 73.913 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Đức tăng thêm 1.909 người bị nhiễm và 6 người chết. Mexico, Mỹ, Tây Cơ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 2.163.875 người bị nhiễm COVID-19. Bên Mỹ Tây Cơ, số người chết bên đó hẩm rài là có 194.490 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Mỹ tăng thêm 6.104 người bị nhiễm và 639 người chết. Poland ngày hôm nay cũng trở thành là thấp thêm nhiễm Covid-19 trên thế giới. Có 1.906.632 người bị nhiễm Covid-19 bên Poland số người chết bên đó hổm rài là có 47.178 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Poland tăng thêm 17.259 người bị nhiễm và 110 người chết. Ok, đó là của đài họ báo cho anh biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới ha. Còn đây là của đài họ báo cho anh biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại ngay bây giờ có 30.055.971 người bị nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ. Số người bị chết vì Covid-19 trên nước Mỹ hiện tại ngay bây giờ có 546.738 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết, có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 22.122.379 người đã hết bệnh về Covid-19. Trên nước Mỹ. Còn đây là họ báo cho anh biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay như thế nào. Hiện tại ngay bây giờ Florida là tiểu bang trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 1 triệu 976.808 người bị nhiễm COVID-19 bên Florida. Số người chết bên đó hổng ra là có 32.283 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua tăng thêm 3.699 người bị nhiễm và 31 người chết. Indiana ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 672.554 người bị nhiễm COVID-19 bên Indiana. Số người bị chết bên đó hổng ra là có 12.856 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 695 người bị nhiễm và 10 người chết. Vợ chi nhà ngày hôm nay cũng trở thành là thấp 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 594.735 người bị nhiễm COVID-19 bên vợ chi nhà. Số người chết bên đó hổng rời là có 10.019 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 1.173 người bị nhiễm và 34 người chết. Tao Care nè, ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 533.421 người bị nhiễm COVID-19 bên sau Care Line nè. Số người chết bên đó hởm rài là có 8.875 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 872 người bị nhiễm và 5 người chết. Minnesota ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 497.392 người bị nhiễm COVID-19 bên Minnesota. Số người chết bên đó hợm rài là có 6.814 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 997 người bị nhiễm và 5 người chết. Louisiana ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 437.393 người bị nhiễm COVID-19 bên Louisiana. Số người chết bên đó hậm rài là có 9.884 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 911 người bị nhiễm và 23 người chết. Maryland ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 393.441 người bị nhiễm COVID-19 bên Maryland. Số người chết bên đó hởm rài là có 8.048 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 860 người bị nhiễm và 10 người chết. West và Chi ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 135.468 người bị nhiễm COVID-19 bên West và Chi Số người chết bên đó hổm rài là có 2.530 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, tăng thêm 319 người bị nhiễm và 11 người chết. Sau The ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 114.623 người bị nhiễm COVID-19 bên sau The Số người chết bên đó hổm rài là có 1.912 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 130 người bị nhiễm và 3 người chết. Ok, đó là tất cả của đài họ báo cho mình biết ngày hôm nay về Top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới và Top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ.